Không lên được bởi vì có việc gấp. Xuống dưới kia không lên được. Đây là ngày hôm qua thì là Phiang có nhận được thông tin từ anh Đức, bí thư đoàn xã, cũng có trao đổi với Phiang là nhà anh Cho này còn một cái đoạn di chuyển vật liệu từ đây đi vào trong nhà nó cũng khoảng tầm 300 mét đấy nhở. Đó thì gia đình anh chỉ có một người vợ này và một người con này, còn anh ấy bị liệt thì không có khả năng có thể vận chuyển được vào, mà xi măng để ngoài này nó rất là nguy hiểm, nếu mà để xi măng đây lâu mà không vận chuyển vào nó dính mưa ấy. Đấy là phối hợp với ở bên đoàn thanh niên của xã mình đó, thì là huy động thanh niên ở trong thôn này đến hỗ trợ giúp cho nhà anh Cho chuyển vật liệu vào bên trong này. Anh nghe thông tin đấy là Phiang cũng